để tổng kết các hoạt động của tháng 5, tháng công nhân năm 2019 nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất trong những tháng tiếp theo. Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2019, tại khu du lịch Vân Đồn, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã long trọng tổ chức lễ tổng kết tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu. Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Công ty Than Dương Huy đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong tháng, công ty đã sản xuất 185.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 170.000 tấn, bóc 161.000 mét khối đất đá, đào 1.789 mét lò mới, doanh thu gần 193 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 14 triệu đồng trên người trên tháng. Tổ chức 10 lớp tập huấn luyện về an toàn cho 686 người, trong đó có 211 an toàn vệ sinh viên, tăng cường tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh với 114 ấn phẩm các loại, đào tạo và trình diễn cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than cho cán bộ và công nhân thường xuyên làm việc trong hầm lò, thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, qua đó phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả nhiều nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Trong tháng công nhân, phối hợp với Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, công ty đã bàn giao một nhà máy ấm công đoàn, thăm hỏi, động viên kịp thời một tổ sản xuất, 3 phân xưởng, 3 gia đình công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2.221 suất quà cho các cháu thiếu nhi và 6 cháu bị dị tật bẩm sinh là con cán bộ công nhân. Tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức năm 2019, tham gia ngày hội văn hóa thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, hoàn thành một công trình công đoàn tham gia quản lý. Cũng trong tháng, công ty có một đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 10 đoàn viên và một tổ sản xuất đạt năng suất dẫn đầu được Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong tháng công nhân của Công đoàn Than Dương Huy, đồng thời khẳng định mục tiêu hướng về người lao động để quyền lợi được đảm bảo và phúc lợi tốt hơn. Vì vậy, các phong trào thi đua cần tập trung vào sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo công tác an toàn, để từ đó mỗi người công nhân sẽ có năng suất và thu nhập cao hơn, đời sống vật chất tinh thần được đảm bảo tốt hơn. Mục tiêu đó không chỉ được thực hiện trong tháng 5, tháng công nhân, mà cần được duy trì trong nhiều tháng năm tiếp theo, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của toàn công ty. Nhân dịp này, công ty đã khen thưởng cho 12 tập thể và 50 công nhân có thành tích xuất sắc trong tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với tổng số tiền thưởng hơn 300 triệu đồng.